Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của người tuổi Ngọ. Xem tử vi tháng, vận trình của người tuổi Ngọ trong tháng Đinh Hợi nhìn chung cũng chững lại một chỗ, không đến mức tồi tệ nhưng cũng không có bước đột phá nào rõ ràng. Tiến trình công việc tuy vẫn đạt được kết quả như mong muốn của những chú ngựa, song quá trình lại vấp phải không ít trở lực và vất vả. Tài vận duy trì ở mức ổn định, chi tiêu hài hòa là một trong những yếu tố giúp cho tình hình tài chính của bạn không bị biến động quá lớn. Tuy nhiên, tháng này cần đề phòng sức ảnh hưởng của tiểu hao, hung tinh, có thể bị phá tài nhẹ. Dù không tới mức tán gia bại sản nhưng con giáp này dễ xa đà vào mua sắm không cần thiết, khiến ví tiền vơi đi những khoản không nhỏ. Về chuyện tình cảm, người độc thân có dấu hiệu đào hoa khởi sắc, dù nhân duyên khác giới vượng, song để tìm được một người phù hợp có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống không phải là điều dễ dàng. Trên đây là tổng quan tử vi tháng 10 âm lịch của người tuổi Ngọ. Mời các bạn cùng Lịch Ngày Tốt tiếp tục xem tử vi tuổi Ngọ trong tháng 10 âm lịch năm 2020, chi tiết từng vận trình, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe ngay sau đây. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Ngày Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Tử vi tuổi Ngọ, tháng 10 năm 2020 âm lịch, sự nghiệp. Xem tử vi tháng 10 âm lịch của 12 con giáp, vận trình công danh của người tuổi Ngọ có dấu hiệu trực lại, không đến mức tồi tệ nhưng cũng không có bước đột phá nào rõ ràng. Mặc dù công việc vẫn khá êm ả và được hoàn thiện, song bước phát triển không quá lớn, để đạt đến mức độ như mong muốn của con giáp này thì vẫn còn khá xa. Có lẽ cũng bởi mọi thứ được tiến hành theo đúng kế hoạch, từng bước đều đều, có phần đi theo lối mòn nên không tạo được sự đột phá cần thiết. Tiếc rằng bản thân người tuổi Ngọ lại không nhận ra điều đó nên cứ mãi quanh quẩn trong bế tắc. Chính điều này khiến cho bản mệnh khá sốt ruột và đôi lúc còn nóng nảy, vội vàng. Hơn nữa, trong quá trình làm việc, những chú ngựa cũng vấp phải không ít trở lực, gần như mọi thứ đều vất vả, nỗ lực một mình. Thậm chí có những thời điểm bạn còn phải cáng đáng cả phần việc của người khác chỉ vì tiến độ của đối phương quá chậm, bạn lo ngại mình sẽ bị kéo xuống theo. Ngoài ra, sự xuất hiện của tỷ kiên cũng không thể xem thường. Hung thần này có thể khiến cho bản mệnh bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Trong số đó có cả những lời biện đặt nhưng cũng có những lời nhận định đúng. Vì thế, hãy chú ý để điều chỉnh thái độ của mình sao cho thật phù hợp. Nếu những lời nhận xét đó là đúng thì bạn nên tiếp thu để chỉnh đốn lại mình. Sau đó, hãy tập trung vào công việc, bỏ ngoài tai mọi lời xáo xào vô nghĩa. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá lo lắng, tháng này có nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ. Nếu bản mệnh vẫn duy trì được quyết tâm cao độ, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì chắc chắn mọi chuyện sẽ đâu vào đấy sớm thôi. Những ai hăng hái, tích cực làm việc, miệt mài cố gắng, ắt sẽ thu được thành quả xứng đáng và ngược lại. Ai an phận thủ thường, chỉ cầu ổn định, kết quả cũng đạt được, chỉ ở mức tương đối mà thôi. Hãy coi khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống và là một thử thách để bạn biết mình đang ở đâu, đang có gì, đang thiếu gì để từ đó hoàn thiện bản thân tốt hơn. Chắc chắn với sự nhanh nhạy với thời cuộc và cách xử trí khéo léo của mình, con giáp này sẽ sớm chạy về đích trong sự nể phục của bao người. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch tuổi Ngọ, tài lộc. Tháng 10 âm lịch này, người tuổi Ngọ không có tài tình chiếu mệnh nên tài lộc chỉ ở mức trung bình, tạm ổn. Song, nhờ vào các khoản tích lũy và sự tính toán kỹ càng nên nhìn chung tài chính của bạn vẫn đủ để bạn có thể thoải mái trang trải cho cuộc sống. Ở thời điểm này, chi tiêu hài hòa là một trong những yếu tố giúp cho tình hình tài chính của bạn không bị biến động quá lớn theo hướng bất lợi. Tuy nhiên, tháng này cũng cần đề phòng sức ảnh hưởng của tiểu hao hung tinh có thể sẽ bị phá tài nhẹ. Dù không tới mức tán gia bại sản nhưng con giáp này dễ sa đà vào mua sắm không cần thiết. Nếu không thì cũng phải móc hầu bao vì bạn bè, người thân khiến cho ví tiền vơi đi khoản không nhỏ. Đầu tư tại thời điểm này chỉ thích hợp với những người đã có tính toán cụ thể và nắm chắc về những rủi ro có thể xảy ra. Quan trọng là bạn đang có nguồn vốn vững vàng trong tay và chỉ cần thận trọng khi hành sự thì vẫn có thể thu lợi được như ý muốn. Xong,
với những người mới đầu tư hay có ý định tham gia vào các lĩnh vực mình chưa có nhiều hiểu biết thì tốt nhất là nên chọn thời điểm khác. Nếu không, nguy cơ mất trắng của bạn sẽ không hề thấp. Thậm chí, có trường hợp có thể vướng vào vòng lao lý vì vi phạm pháp luật. Tháng này, có sao lục bạch chủ về chức vụ, tài lộc bay về phương chính đông. Tại phương vị này trong nhà hay nơi làm việc, mệnh chủ có thể dịch chuyển những đồ đạc gây ồn ào hay rối loạn từ trường như tủ lạnh, lò vi sóng, tivi, thác nước nhân tạo ra khỏi đó để hạn chế hung tính này cản trở đường tài lộc của bạn. Ngoài ra, người tuổi ngọ cũng có thể trưng cây tài lộc như cây kim tiền, trúc phú quý trên bàn làm việc, có tác dụng phóng đại năng lượng giàu có, thu hút tài lộc, thúc đẩy tài chính ổn định và vững bền hơn. Tử vi tuổi ngọ tháng 10 năm 2020 âm lịch, tình duyên. Xem tử vi tình duyên tuổi ngọ trong tháng đinh hợi, tin vui là người độc thân có dấu hiệu đào hoa khởi sắc, các mối quan hệ xã giao của bạn rộng mở, tăng cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với những đối tượng tiềm năng. Tuy nhiên, dù nhân duyên khác giới vượng, song để tìm được người phù hợp và có thể sẻ chia mọi điều trong cuộc sống không phải là chuyện dễ dàng. Đừng bao giờ có ý định đốt cháy giai đoạn. Có thể người mà bạn đang cảm mến là người bạn đã tìm kiếm từ lâu, nhưng cũng có thể cảm xúc hiện tại chỉ là sự choáng ngợp ban đầu mà thôi. Cả hai cần dành thêm thời gian kiên nhẫn chờ đợi và trải nghiệm thêm để sau này không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì. Nếu hai bạn sinh ra là để dành cho nhau thì dù có xảy ra bất cứ sóng gió hay thử thách nào thì cả hai cũng đều sẽ nắm tay nhau để cùng vượt qua tất cả. Với người có đôi, con giáp này chịu sự tác động của thiên nguyệt hung tinh khiến tinh thần chán nản, muộn phiền, cáu giận vô cớ, dễ khiến cho đối phương cảm thấy bí bách, áp lực. Thời gian trò chuyện tâm sự giữa hai người không nhiều, dễ nảy sinh khoảng cách ngày càng lớn. Bạn nên mở lòng mình để sẻ chia những áp lực mà mình đang gặp phải với người ấy. Đừng ôm nỗi niềm trong lòng một mình để rồi lại trút giận lên đầu đối phương. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2020, tuổi ngọ, sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe, người tuổi ngọ không có nhiều vấn đề cần phải lo lắng. Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn nên bản mệnh không có đủ thời gian nghỉ ngơi, thường xuyên thức khuya, phải dùng đến các đồ có chứa caffeine để duy trì tỉnh táo, lâu dần, cơ thể suy nhược, trí nhớ cũng giảm sút. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh cần chú ý ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, đừng nghĩ rằng mình còn trẻ khỏe mà có thể coi thường sức khỏe. Ngoài ra, trong tháng có hung tinh thiên hình chiếu mệnh, điềm báo về hình thương, tài vạ. Bản mệnh nên thận trọng, cẩn thận khi làm việc, nhất là khi làm những việc có tính mạo hiểm để tránh tai nạn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ trong tháng 10 năm 2020 âm lịch. Giáp ngọ, kim, nam thái bạch, nữ thái âm, khẩu quyết, vận trình chững lại, không có bước đột phá rõ ràng. Quý nhân, dần, tuất, tiểu nhân, tí, sửu, màu sắc may mắn, đỏ, vàng. Bính ngọ, thủy, nam là hầu, nữ kế đô, khẩu quyết, duy trì quyết tâm cao độ, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng. Quý nhân, mùi, tị, tiểu nhân, mão, ngọ, màu sắc may mắn, hồng, tím. Mậu ngọ, hỏa, nam kế đô, nữ thái dương, khẩu quyết, tài chính không có biến động quá lớn, chú ý chi tiêu hài hòa. Quý nhân, dần, mùi, tiểu nhân, tí, mão, màu sắc may mắn, da cam, nâu. Canh ngọ, thổ, nam thái bạch, nữ thái âm, khẩu quyết, người độc thân có cơ hội mở rộng mối quan hệ, cho nên đốt cháy giai đoạn. Quý nhân, tuất, tỵ, tiểu nhân, sửu, ngọ, màu sắc may mắn, xanh lá cây, đỏ. Nhâm ngọ, mộc, nam là hầu, nữ kế đô, khẩu quyết, chú ý ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, thận trọng khi làm công việc nguy hiểm. Quý nhân, tỵ, dần, tiểu nhân, ngọ, tí, màu sắc may mắn, trắng, hồng. Trên đây là tử vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của người tuổi ngọ. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tử vi tháng 10 âm lịch của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé.
Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.